somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. Through the fog, there is hope in the distance. From cathedrals to third world missions, love will fall to the earth like a crashing wave. Tonight. Trong ba má ẩm. Hôm nay là đám cưới của Vận, cũng là trùng với ngày sale Shopee 6 tháng 6. Chúc Vận luôn trăm năm hạnh phúc với anh Vũ. Sớm phát tài để bốn chúng tôi có chỗ dựa về cả lực chất lẫn tinh thần. Chúc anh và Vân trăm năm hạnh phúc. Thầy xin hạnh phúc nha. Hôm nay là ngày lễ phụ huy của cháu ngoại thân con. Thấy tôi một lần nữa được thay lời cho bố mẹ của cháu con, xin con thành cảm ơn sự có mặt của quý vị và niềm kính nạo lớn lao tôi lấy tập họ của tôi xin thay lời cho cháu, xin cảm ơn cái sự hiện diện của quý cô bác và cái phần quà để mà tặng cho hai cháu chuẩn bị cháu xa quê hương đến nơi xứ lạ của người, và cái sự hiện diện này thì một lần nữa cho phép tôi được thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn quý cô bác của chị em. Cảm thấy rất là hạnh phúc. Xin chúc mừng.